Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là Climb con token Love Finance. Thì trước đây á, thì bây giờ mình xin nhắc lại là trước đây anh em nào mà có tham gia staking hoặc là holder Luna mà trước khi cái dự án Luna sập á các bạn. Thì bây giờ anh em có thể là nó sẽ cho các anh em đó là Climb con token Love. Thì hiện tại thì Love Finance thì sau khi cái mạng lưới Terra sập, mạng lưới Luna sập ấy, thì bây giờ nó đã chuyển đổi sang mạng lưới Juno, bên mạng lưới Cosmos Atom nha các bạn. Thì bây giờ nó cho chúng ta là nó cho là dành cho những cái địa chỉ ví mà đã hold Luna hoặc là các cái đồng coin hoặc là Satoshi, các đồng coin Luna hoặc là UST ở bên mạng lưới Terra cũ ấy, trước khi bị sập ấy. Thì bây giờ anh em có thể là kiểm tra và mọi người claim nhé. Thì đối với thì hiện tại nó đã chuyển sang mạng Juno rồi. Thì mạng Juno nghĩa là cái mạng ở bên Cosmos Atom các bạn nhé. Có bao giờ bật trên với Kepler ấy. Thì bây giờ trước đây anh em nào mà có làm ở bên mạng lưới Terra cũ ấy, thì bây giờ anh em có thể là vào đây kiểm tra xem thử anh em là nhận được bao nhiêu token lót thì anh em claim thôi nhá. Thì để claim được con token lót này thì mọi người cần phải có cái ví Kepler nhá, có ví Kepler và cần phải có một ít Juno để các bạn làm phí claim. Tuy nhiên thì nếu mà anh em nào mà kiểm tra mà quá ít á, nó cho anh em là claim quá ít á, thì anh em có thể bỏ luôn nhé. Tại vì cái sau khi mọi người claim thì cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Hồi hôm mình kiểm tra rồi, mình cũng đâu có nhận được bao nhiêu đâu. Cho nên là mình cũng không chưa claim. Bây giờ mình sẽ làm video hướng dẫn cho anh em là anh em nào mà trước đây có stake hoặc là bên hold Luna ở bên mạng lưới Terra trước khi bị sập, thì bây giờ mọi người có thể vào kiểm tra. Thì đối với mọi người tham gia thì các bạn cũng có nhận được một cái email đến từ là Climb Love Finance nha. Ok, thì bây giờ đi vào kiểm tra thì đây là cái bài viết trên từ Twitter của họ. Họ vừa mới thông báo hồi hôm qua thôi các bạn, ngày 20. Ok, thì bây giờ để kiểm tra thì mọi người chỉ cần vào cái link nó cho thôi. Thì các bạn vào link dưới phần mô tả video nhé. Thì bây giờ mình xin nhắc lại luôn, mình xin nói thêm một cái nữa là đó là sẽ có 25% nha, nó sẽ giờ 25% token nó sẽ cho các bạn claim nha, và ngoài còn 75% còn lại nó sẽ gửi cho anh em một cái NFT nha. Sau tháng khi mà cái marketplace NFT của họ hoạt động thì họ sẽ gửi cho anh em là NFT nha, họ quyết tin sau 6 tháng này. Thì các bạn có thể là lên từ Twitter của Love Finance các bạn đọc nha, các bạn xem cái bài viết của họ nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người để claim. Thì để claim thì để kiểm tra và claim thì mọi người vào link dưới phần mô tả video. Thì sau khi mọi người vào cái phần là juno.tut này thì mọi người cần phải connect với nhé. Thì ở bên các bạn nhìn ở phía bên đây, các bạn connect vào lại cái ví Kepler của các bạn nha, cái ví Kepler bên mạng lưới Cosmos Atom á, tại vì hiện tại nó đã chuyển sang cái mạng lưới Juno rồi. Sau khi Terra sập thì nó đã chuyển sang mạng lưới Cosmos Atom rồi, bên cái chain là Juno nha. Thì trên với Kepler các bạn chuyển sang đổi sang mạng lưới, các bạn chọn vào phần mạng này, ở trên chỗ mạng này các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn chọn cho mình đó là Juno nha, các bạn chuyển sang mạng lưới Juno đây. Ok, thì ở đây mình sẽ disconnect lại. Thì sau khi các bạn vào cái trang web juno.tut này thì sẽ hiện ra giao diện như thế này, rồi các bạn nhấn vào nút connect thôi nha. Thì đối với bạn nào mà mới connect lần đầu á thì các bạn cần phải app pro nhé, các bạn cần phải app pro thôi. Các bạn chỉ cần nhấn nút connect thì cái ví Kepler của các bạn nó sẽ tự động mở ra, và nếu cầu các bạn là app pro thì các bạn ấn vào nút app pro thôi. Thì ở đây mình sẽ đợi mình tí nha, mình sẽ disconnect là đây. Thì sau khi các bạn nhấn vào nút app pro, sau khi các bạn nhấn nút connect xong á thì cái ví Kepler của các bạn nó sẽ tự động hiện ra dày và nó yêu cầu các bạn là app pro nha, có nghĩa là khó nét đấy, các bạn nhấn một ok. Thì sau khi các bạn up pro xong thì nó sẽ hiện ra cái tên quý của các bạn thôi nhá, sẽ hiện ra là cái tên quý Kepler của các bạn thôi. Tiếp theo đó thì để kiểm tra thì các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là unlock, các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là unlock với mình, rồi các bạn đợi cho nó lót nhá. Thì sau khi nó lót xong thì mọi người nhìn ở phía cái đầu trên đây này, cái dòng đầu tiên này sẽ hiện ra nút claim. Nếu anh em nào mà nếu các địa chỉ ví của mọi người mà đủ điều kiện claim á thì nó sẽ hiện ra là cái nút claim nha. Đây ngày 11, ngày 18 tháng 11, đây năm 2022 đây. Ủa, mình nhầm nha các bạn.
Thì kết thúc climb là đến ngày 18 tháng 11 năm 2022 nó sẽ kết thúc climb nhé. Ok, thì sau khi anh em kiểm tra nếu mà anh em đủ điều kiện thì nó sẽ hiện ra nút climb, còn anh em nào mà không đủ điều kiện thì nó sẽ không hiện ra nút climb đâu nhé. Ok, thì anh em nào mà đủ điều kiện thì có thể là nhấn vào nút climb, các bạn kiểm tra là các bạn đã thì nó sẽ climb được bao nhiêu. Thì sau khi mọi người nhấn vào nút climb á thì các bạn đợi một tí cho nó load, thì sau khi nó load xong á thì nó sẽ hiện ra số lượng này, các bạn nhìn ở phía góc trên bên tay phải của các bạn á, nó sẽ hiện ra là số lượng các bạn được climb and drop này nha. Của mình là hiện tại là 21,5 lớp. Thì đối với 21,5 lớp này bán ra USD thì khoảng là không phải mấy thôi, rất là rẻ thôi, cho nên là mình không có climb. Thì để bán thì ở đây mình sẽ vào cái trang web của họ, đó là junolop.market này. Rồi mình kiểm tra lại giá nhé. Còn anh em nào mà muốn climb thì có thể là climb nhé. Swap này, lớp này. Thì hiện tại khoảng là một lớp khoảng bao nhiêu ta? Đợi mình tí nhé. Thì hiện tại thì họ chỉ có cái danh mục đó là swap thôi, còn MST với lại là những cái mục khác thì hiện tại thì nó chưa lâu chờ nha các bạn. À, giá 0,0225 USDC cho một lớp nha các bạn. Tại nó không hiện. Để mình coi nét thử nó có hiện không nhé. Ok, khoảng còn 0,59 thôi các bạn nhé. Hiện tại với cái số lượng mình cờ lam là 21,5 thì khoảng là 0,6 đô thôi. Rất là rẻ. Còn anh em nào mà muốn cờ lam thì có thể cờ lam thôi. Sau đó rồi có thể là đợi mùa uptrend sau anh em vào bán, còn anh em chơi ít quá thì có thể là bỏ khỏi cờ lam. Ok, thì đối với anh em nào muốn cờ lam thì sau khi nó hiện ra số lượng ở đây này, anh em sẽ kiểm tra số lượng anh em cờ lam được bao nhiêu thì nó sẽ hiện số lượng ở đây. Thì để cờ lam thì anh em nhấn với các bạn kéo vào xuống bên dưới nhá, cờ lam màu này nó có thông tin ở đây hết luôn này, có contract của con token đó luôn này. Ok, thì để climb thì mọi người kéo xuống bên dưới, mọi người sẽ thấy được là climb and drop, chữ climb and drop này, các bạn nhấn vào thôi. Ok, sau đó thì nó yêu cầu các bạn đó là connect nha. Các bạn connect với lại cái ví Terra cũ của các bạn ấy, cái ví Terra bên mạng lưới Luna ấy thì anh em mới climb được nha. Anh em phải chuẩn bị hai ví là Kepler với lại là ví Terra cũ nha. À, mình xin nhắc lại này, đợi mình tí nhé. Thì lúc đầu mà anh em nhấn vào nút climb ấy, nó có hướng dẫn trên đây nè các bạn này. Thì sau khi anh em nhấn vào nút click and drop và climb á, thì sau đó thì sau khi mọi người nhấn vào nút climb ấy thì nó sẽ yêu cầu các bạn là connect với lại connect thêm một cái quý nữa, đó là cái quý Terra cũ nhá. Thì mọi người connect thôi nhá, cái này làm trên máy tính thì dễ, còn làm trên điện thoại thì hơi khó ấy. Điện thoại Android thì mặt may còn được nhé, còn điện thoại là iPhone thì rất là khó nhé. Ok, thì mọi người nhắn vào đây nhé, mọi người chỉ cần nhắn nút climb, nếu mà nó yêu cầu các bạn là connect với Terra của các bạn ấy thì các bạn connect vào lại cái ví Terra của các bạn đấy, rồi các bạn nhắn nút climb thôi, sau đó đợi lót rồi nó hiện ra thông tin của các bạn. Ok, các bạn kéo xuống đây rồi các bạn nhắn nút climb and drop rồi connect vào lại cái ví Terra của các bạn, Terra cũ của các bạn thôi. Ok, sau đó các bạn nhấn nút xin. Thì sau khi các bạn xin xong, sau khi các bạn connect với lại cái ví Terra và các bạn xin xong thì cái ví Kepler của các bạn nó sẽ tự động mở ra, và các bạn cần phải trả một ít phí Juno bên mạng lưới Cosmos Atom nhé. Thì phí Juno khoảng là 0,0025 Juno thôi nhé, khoảng là 0,01 đô thôi. Thì trên ví Kepler thì các bạn nhấn nút Approve. Thì sau khi các bạn Approve xong thì các bạn đợi trên mạng lưới nó xác nhận là xong thôi nhé, rất là nhanh thôi. Thì sau khi các bạn claim xong thì cái con token lớp này nó sẽ tự động chuyển về cái ví Kepler cho các bạn, kiểu như là chuyển đổi các bạn nhé. Còn nếu mà nó không hiện ở trên ví Kepler của các bạn ấy thì các bạn ở dưới phía dưới đây nó sẽ có cái nút đó là Add Token to Kepler này, các bạn nhấn vào đây. Ok, rồi các bạn nhấn nút Submit thôi, các bạn add cái contract này vào cái ví Kepler của các bạn. Thì sau đó các bạn mở ví Kepler ra thì các bạn sẽ thấy được con ấy thôi, lớp thôi, đây lớp đây 21 đây, mình vừa làm xong đây nha. Thì đây là hình thức chuyển mạng cho nên là nó unwrap thôi.
Thì các bạn muốn bán thì có thể là qua cái lot này, yuno.lot.market này ở một swap nha. Thì phần này thì các bạn có thể là đây, các bạn swap thôi. Tại để mình lót lót lại nha. Ok, của mình là 21,5, khoảng là 0,6 đô thôi. Mình cũng quất đó luôn cơ nha. Ok, thì đây là mình nhắc nhở cho anh em nào mà trước đây từng tham gia thì anh em vào có thể vào Clam nhé. Anh em vào Clam. Thì nếu mà anh em nào chỉ ít á, không đủ số lượng thì có thể đều vứt đó, khỏi Clam cũng được. Còn anh em nào muốn Clam thì Clam thôi. Thì ở đây mình xin tóm tắt lại đó là khi mà Clam các bạn cần phải chuẩn bị một cái quý Kepler với lại là cái quý Terra cũ, cái quý Terra mà trước đây các bạn đã tham gia vào staking hoặc là hold Luna trên đây này nhé. Thì các bạn connect với lại cái ví Kepler bên mạng lưới Cosmos xong thì tiếp theo đó các bạn nhấn nút Clam. Thì sau khi các bạn nhấn nút Clam xong thì nó yêu cầu các bạn là connect với lại cái ví Terra cũ của các bạn. Thì các bạn connect rồi app pro, sau đó các bạn Clam thôi. Thì sau khi Clam thì các bạn cần phải trả một ít phí Juno nhé, một ít phí Juno khoảng là 0,01 đô thôi, 0,01 đô Juno thôi. Thì sau khi Clam xong thì nó sẽ về ví cho các bạn thôi. Ok, hiện tại thì của mình là nhiêu đây thôi. Thì tính ra thì mình cũng thấy lời nhé. Tính ra thì của mình là 21,5 cũng thấy lời 0,6 đô. Mà phí Clam có 0,01 đô thôi thì cũng có lời. Tuy nhiên thì cái việc swap thì nó cũng rất là rẻ nhé. Swap, cái việc swap cũng rất là rẻ thôi. Swap bên mạng lưới Cosmos Atom phí gas rất là rẻ luôn nha các bạn. Đợi mình swap này, mình sẽ swap cho anh em thử nữa. Nhấn vào nút swap này. Để xem mình xem từ phí ở đấy. Cái phí của nó cũng tương tự như vậy thôi, 0,01 đô thôi. Cái phí đó là phí mặc định luôn rồi nha. Cái phí bên mạng lưới Cosmos là cái phí của nó mặc định luôn rồi. Phí rất là rẻ, 0,01 đô thôi. Ok. Ok thì đối với bạn nào mà trước đây đã hold Luna trước khi bị sập thì anh em có thể vào Clam, có thể vào kiểm tra và Clam nhé. Ok thì như vậy là cái video mình hướng dẫn mọi người là Clam con token góp lớp bên mạng lưới Cosmos. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.